Ngày 21 tháng 7 năm 2016 tại xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa lưu động xét xử Nguyễn Hoàng Ngọc Hưng, sinh năm 2000 và đồng bọn về tội giết người, gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2016, Hưng cùng anh trai là Nguyễn Ngọc Hoàng Phúc, sinh năm 1995, Nguyễn Nhật Minh, sinh năm 1996, Vi Quốc Tiến, sinh năm 1993, Nguyễn Hồng Quân, sinh năm 1996, đang đi xe mô tô trên quốc lộ 27, theo hướng từ xã Lạc Xuân về xã Lạc Lâm, thì gặp Trịnh Quốc Thắng điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Thị Bảo Trân đi ngược chiều, chạy lạng lách đánh võng ép xe của nhóm Hưng. Nhóm của Hưng đã quay xe đuổi theo Thắng để đánh. Khi đến đường hẻm bê tông thôn Lạc Bình, thì Phúc lấy cây gỗ bên bờ rào gõ vào mũ bảo hiểm Thắng đang đội trên đầu. Sau đó Hưng lấy dao thái lan ở trong túi áo khoác đâm hai nhát trúng lưng Thắng. Khi Thắng bỏ chạy, Hưng tiếp tục đuổi theo đâm nhiều nhát vào người, vào đùi Thắng. Thắng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện do mất máu vì đứt động mạch đùi trái. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Hưng và Phúc đã bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng. Gia đình Minh và Quân, mỗi gia đình bồi thường 5 triệu đồng. Xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo khắc phục thiệt hại. Mặt khác, bị cáo Hưng sinh ngày 12 tháng 10 năm 2000 khi phạm tội chưa đủ 16 tuổi, còn ở tuổi trẻ em, sau khi phạm tội đã ra đầu thú. Trước đó Hưng có tiền sử bệnh tâm thần, nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hưng 9 năm tù về tội giết người. Các bị cáo Phúc 18 tháng tù, Minh 12 tháng tù, Quân và Vi Quốc Tiến mỗi bị cáo 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng. Hội đồng xét xử chấp thuận số tiền mai táng và đền bù về tinh thần mà bên các bị cáo và bên bị hại đã tự nguyện thực hiện trước đó. Chiếm đất rừng ở vùng sâu, vùng rừng giáp xanh lại gia tăng phức tạp hơn. Trước thực trạng rừng bị xâm hại, Ban quản lý rừng Hòa Bắc Hòa Nam đã triển khai các phương án để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng.